Thượng Như Đức kính mời sư pháp nguồn Lao Cai. Dạ con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thiện Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tức. Dạ con à, nghe rõ được âm thanh con nói không ạ? Dạ. Con xin được, dạ vâng ạ, cảm ơn Trần Đạo ạ. Con xin được kể câu Phật ngôn 170 ạ. Yattha bubbum lakkang passe yattha passe macchi rikkang rikkang. Nó cứ chữ trời. Dạ, con xin được đọc lại. Yattha bubbum lakkang passe yattha passe mari chikkang ewang lokam awe awe khatang ewang lokam awe khan tăng mắc chú ra cha napasati yatha bhupum la cam pa se yatha pa se ma ri chi cang e vang lo cam a we khan tăng mắc chú ra cha napasati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chiêm bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng trường, thấy được như vậy, tự vương khó dò. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đất. Dạ con xin được kệ ạ. Dạ tha bô bô ca la căng pa se yatha passe machi mari chi kang ewang lokam awe khan tang macchu raja na pansati yatha bubbu lakam passe yatha passe mari chi kang ewang lokam awe khan tang macchu raja na pan sa ti. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ. Dạ. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sàng Khang Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tự Viên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 170 ạ. Dạ tha bố phu là căn ba phê, dạ tha ba xê mà rỉ chi căn, thì văn lô căn à quét khăn tâm, mắt chú ra cha nà bạc ra tê. Dạ tha bút bố là căn bát xê, dạ tha ba xê mà rỉ chi căn, thề quang lô căn à quét căn tăng, mắt chú ra cha nà bạc ra tê. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ tha bố phu là căn bát xê, dạ tha ba xê mà rí chi căn, ê quang lô căn à quét khăn tăng, mắc chú ra cha nà pháp xa tê. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng trường, thấy được như vậy tự dương khó dò. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Cảm ơn Vinh Quách Thanh Hà đã phát bài ạ. Con xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú Sích Trường Đạo.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 170. Giá tha bút bú lá căng bát xê. Giá tha bát xê má rì chí căng. Ê quăng lô căng á quét khăn tăng. Mát chu ra cha ná bát xá tí. Giá tha bút bù lá căng bát xê. Giá tha xê má rì chí căng. Ê quăng lô căng á quét khăn tăng. Mát chu ra cha ná bát xá tí. Giá tha bút bù lá căng bát xê. Giá tha bát xê má rì chí căng. Ê quăng lô căng á quét khăn tăng. Bát chu ra cha ná bát xá tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn. Quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn. Thế gian qua đốm mộng trường, thấy được như vậy tử vương khó dò. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sít Tuy Na. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 170. Tha bút bú lá căn phát xê, giá tha phát xê, ma ri chi căn, e quan lô căn, a quét khan tăng, mắt chút ra cha na phát xá tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quãng nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, yan tha bum bu la căng phan xê, yan tha phan xê ma rin chi căng, e quăng lô căng a quên khan tăng, văn chư ra cha na phan xa ti. Yan tha bum bu la căng phan xê, yan tha phan xê ma ri chi căng, e quăng lô căng a quên khan tăng, văn chun ra cha na phan xa ti. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn. Thế gian hoa đốm mộng trường, thấy được như vậy tử vương khó dò. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, lễ Đức Tuệ Đức, kính lễ cô Như Pháp, kính chào đạo tràng. Và bây giờ Thủy Yên xin kể kinh pháp cú số 170. Dạ cảm ơn huynh Quách Thanh Hà. Giác tha búp bú ca lăng bát xê, giác tha bát xê mát rì chi căng, ê quăng lô căng á quét khăn tí mát chú ra cha nắp bát xá tí. Dạ tha bú ca lăng bát xê, dạ tha bát xê mát rì chi căng, ê quang lô căng á quét khăn tăng, ma chu ra cha na ba sa ti.
Ya ta pupu kalakang base Ya ta pase marichi kang E wang lo kang awet khan tang Mat chu ra cha na ba sa ti Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yat tha pup pu lak kang bat se yat tha bat se mari chik kang e wang lo kang a wet kham tang mat chu ra cha na pat sati. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng, thế gian hoa đốm mộng trường. Thấy được như vậy tử vương khó dò. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Huynh Quách Thanh Á. Thu sa tu lăng thay của tu nữ tệ duyên. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 170. Yatha bubu la kang pa se Yatha pase mari chikang evang lokang evang lokang avekhantang macchurachana patsati Yatha bubulakang pase Yatha pase mari chikang Ewang lokang awekhanti makcuracana patsati yatha bubulakang pase yatha pase maricikang ewang lokang awekhantang makcuracana patsati. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chiêm bao chập chờn, thế gian hoa đớm mộng trường. Thấy được như vậy, tử vương khó đòi, khó dò. Bản dịch của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Ya. Còn xin được xuống mic và kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sẵn thầy Như Pháp kính cảm ơn Huynh Quá Thanh á. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Thanh á. Xích Rạng Đông, cô Rạng Đông. Xích Pháp tín hiệu. Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Huynh Bác Tha Ná cho bài học. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 170. Dạ thà bút bú la căng ba sê Dạ thà ba sê ma rì chi căng Ê lô căng á quát khanh tăng mát chú ra cha na bát sát tí. Ya tha bút bú la căng ba sê Ya tha ba sê ma rì chi căng Ê văn lô căng á quét khanh tăng mát chú ra cha na bát sát tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyện,
quan nhìn đời như vậy, thần chết không mất gặp. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ tha bút bu là cẳng ba xe, dạ tha ba xe mà rỉ chi căng, ê quảng lô căng à quán khánh tăng mà chú ra cha nà bạch sa tì. Dạ tha bút bu là cẳng ba xe, dạ tha ba xe mà rỉ chi căng, ê văn lô căng à quanh khanh tăng mà chú ra cha nạp bát xa tiền. Hãy xem một nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn, thể gian hoa đơm mộng trường, thấy được như vậy tử vương khó đòi. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính lãnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ. Nam mô Bích Thai giá, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài pháp cú kinh số 170. Như pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Xích Trần Đạo huynh Quá Thanh Á. À, cô Rạng Đông, à, Chích Thi Na, cô Cẩm Vân và cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên ông bài pháp của kinh số 170. Và tại như pháp có một lúc không có chức máy nên không biết là còn vị nào mà như pháp chưa có cảm ơn, xin đạo tràng hoan hỷ cho. Và cảm ơn tất cả những vị đưa bàn tay của mình lên để ôn bài. Và bây giờ cũng đã đến giờ học mới một câu pháp của kinh số 70 và 71. Và cảm ơn huynh Bát Thanh Á đã cho bài học. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp đắc tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Tha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambut Tha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, việc lòng mở đạo dạy đời nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hà dạp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được đi tri rẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao pháp cú kinh số 171. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô tu nữ Như Pháp.
Dạ, kính tri ân bà con đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú với câu kệ số 171. Chúng tôi xin được đọc kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: ê tha pa sa thi măng lô căng, ê tha pa sa thi măng lô căng. Đoạn thứ hai: chít tăng ra cha ra thu pa măng, chít tăng ra cha ra thu pa măng. Đoạn thứ ba: yát tha ba la vi si đàn tí, yát tha ba la vi si đàn tí. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: nát thị sang go vi cha na tăng, nát thị sang go vi cha na tăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Đầu tiên ê tha. Ê tha đây là một cái động từ. Ê tí mà chia theo khả năng mệnh lệnh cách, ngôi thứ hai số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là ê tha. Nếu mà số ít, ngôi thứ hai số ít thì nó có cái hình thức là ê. Và những cái từ này chúng ta thường nghe, thường thấy như là ê hi phi khu hoặc là ê tha phi khắc quê, là hãy đến đây tỳ kheo, hay là hãy đến đây các tỳ kheo. Mà quý vị cũng nghe một cái cách dịch khác, đó là thiện lai tỳ kheo. Đây là cách Đức Phật Ngài cho tu lên tỳ kheo. Ê tha là hãy đến đây, hãy lại đây. Và chữ hãy đến đây, hãy lại đây đó, mình hiểu đây là ngôi thứ ba, xin lỗi, ngôi thứ hai số nhiều mệnh lệnh cách mà. Do đó đó, nếu mà mình dịch cho nó đầy đủ ra là các ngươi hãy lại đây, hay các ngươi hãy đến đây. Rồi từ thứ hai, Pasithi măng, đây là một cái hợp từ chúng ta tách ra, Pasatha cộng với là ý măng. Pasatha là từ cái động từ Pasati mà chia theo mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều. Ngôi thứ hai số nhiều là các ngươi, các anh, các chị. Pasati là thấy. Thì ở đây Pasatha là các ngươi hãy thấy. Hãy thấy hay là hãy xem. Rồi. Ý măng là từ ý mãi mê đó. Đây là chí định đại danh từ. Ý măng, ý mãi mê chia theo đối cách, thành ra có cái hình thức là ý măng. Ý mãi mà chia theo đối cách, ý măng có nghĩa là này. Từ cuối cùng lô căng, lô cá chia theo đối cách. Ý măng lô căng mình dịch ra là đời này. Lô cá là đời. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên chích tăng, chữ chích tăng ở đây nếu mà danh từ mình dịch là tâm
À, còn trong trường hợp này nó là tính từ bổ nghĩa cho cái từ cụm từ ăn sau đó. À, do đó chúng ta mới thấy đó là ăn ăn chia tính từ thì là chia đồng cách đồng số với danh từ. À, do vậy chữ chích ở đây đó có nghĩa là đẹp đẽ, lộng lẫy. À, từ thứ hai, ra cha ra thu ba măng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Ra cha ra tha, cộng với là upama. Upama chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là upamang. Ra cha ra tha, nếu mà mình tách nữa ra thì ra cha cộng với là ra tha. Ra cha là vua, ra tha là xe, ra cha ra tha là xe của vua. Upama là ví như. Ví như hay là giống như. Thành ra nguyên các hợp từ ra cha ra thu pa măng là giống như xe của vua hay là ví như xe của vua. À, chúng ta đến bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên giáp thá, đây là một cái trạng từ. Ở đó, tại đó. Trạng từ chỉ nơi chốn. Ở đó, tại đó. Từ thứ hai, ba la. Ba la chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có hình thức là ba la. Ba la đó là người ác ngu. Rồi từ cuối cùng, quý si đan tí, đây là động từ quý tí mà chia theo chủ cách ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là an tí. Chủ cách của cái câu này đó là ba la, thành ra động từ cũng phải chia theo số nhiều. Quý si đá tí, quý si đá tí có nghĩa là lún sâu, chìm xuống hay là chìm sâu hay là chìm đắm. Để coi ngày Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là gì. Ngày dịch là tham đắm. Lún sâu, chìm đắm, tham đắm. Ngày Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch thêm cái từ đó đó. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Dạ, alo quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Ồ, chắc rồi, như là sao nó đứng ngắt luôn hả? Ồ là la, bị lỗi nó đứng cứng ngắc luôn rồi. Dạ chúng con nghe rõ, nếu máy của sư Đức thì sư có thể thoát ra ngoài rồi trở lại bạch sư. Dạ sư có nghe được âm thanh con thì thoát ra ngoài rồi sư trở lại ạ.
Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, máy của sư bị trục trặc rồi. Dạ, con trong khi chờ đợi. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Dạ, con xin chào đạo tràng để khi sư vào trở lại, sư không phải... Dạ, con thấy đã Đại Đức Minh Mẫn đã trở lại đạo tràng. Sư nghe được âm thanh của con chưa, bà sư? Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, alo, alo, xin hỏi quý vị nghe được không? Dạ, rồi, sa thú lành thay. Kính tri ân quý vị. Không biết sao đâu, chúng tôi giảng từ vựng mà sao thấy nó đứng êm ru bù ru luôn. Đi đưa cái con chuột đi đâu nó cũng không có đi hết. Dạ, rồi, chúng ta tiếp tục ạ. Đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên nắp thí, đây là một cái động từ có nghĩa là không có, không có, chẳng có. Từ thứ hai sango, sango đây là một cái từ bà con dòng họ với chữ tanh ha. Thành ra chữ sango này đó có nghĩa đó là sự bám víu nè, sự quyến luyến nè. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch đó là đắm say, sự bám víu, sự quyến luyến nè, sự đắm say, sự dính mắc nè, vậy đó. Rồi từ cuối cùng quý cha nó tăng. Đây là một cái hiện tại phân từ hoặc là quá khứ phân từ cũng được, mới từ cái động từ là quý cha, quý cha na tí. Quý cha na tí. Ở đây chúng ta lấy hiện tại phân từ là quý cha nam tá. Nam tá mà chia theo cách thứ tư hoặc là cách thứ sáu đó, nó ra cái hình thức là quý cha nó tăng. Quý cha nó tăng, và vì đây là hiện tại phân từ, thành ra mình chỉ cho quý cha nó tăng là đối với hay là của, mà trong trường hợp này mình dịch cách thứ tư đi. Đối với người biết rõ, người hiểu rõ, người nhận thức rõ. Tại vì từ cái động từ quý cha na tí đó là biết rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Ê tha, hãy đến. Ê tha, các người hãy đến. Xin lỗi quý vị. Ở đây mình dịch cái câu này đó thì mình phải nương vào duyên sự. Cái duyên sự này đó là nói về ông hoàng tử A Phá Giá. Thì đây là một cái người có danh vọng địa vị ở trong xã hội. Do vậy đó khi mà dùng ngôn từ đó thì có cái sự tôn trọng và tôn kính. Này mà bà con chúng ta học học ngôn ngữ Pali đó, mà học sâu sâu tí đó thì mình sẽ biết có cái cách này. Đó là đối với người mà hơi cao quý đó, thì khi mà mình sử dụng mệnh lệnh cách đó, cho dù người đó có một người thôi, mình cũng vẫn phải dùng số nhiều. Thí dụ như khi quý sư mà nói chuyện với nhau đó, thì người nhỏ mà nói chuyện với người lớn đó, đó thì mình dùng ở thì mình lên cách đó là số nhiều. Thí dụ như là người lớn người ta hỏi mình đó là
ta apatiyo apatiyo pasasi, nó là hiền giả đã thấy ra được tội chưa? Cho mình mới trả lời đó là phante pasatha, là thưa ngài, con đã thấy được rồi. Mình dùng số nhiều pasatha, pasatha. Thành ra đó, ở đây đó đề cập đến ông hoàng Apayya. Thành ra Đức Thế Tôn ngài mới sử dụng cái thì mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều. Do đó đó mình chỉ cần nói ra là hãy đến thôi là được rồi, chứ mình không có dịch theo cái kiểu là số nhiều. Ê tha, hãy đến. Pasatha, hãy thấy. Ý măng lô căng, cuộc đời này. Thì cuộc đời này như thế nào ạ? Ra cha rách thăng, ra cha rách thu ba măng. Giống như chiếc xe của vua Chích Tăng. Đẹp đẽ hay là lộng lẫy? Cái cuộc đời này đó, nó giống như chiếc xe của vua được trang hoàng đẹp đẽ lộng lẫy vậy. Đó là một câu. Câu thứ hai. Giác thá, ở chỗ đó hay là tại chỗ đó, ba la những người ngu, quý si đàn tí, lúng sâu hay là tham lắm. Quý cha nó tăng, còn đối với người nhận thức rõ ràng thì nắc thí không có sang gu, là sự bám níu hay là sự tham đắm. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 171. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau học, cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namattho ratanattayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương chư Tăng. Phước báo sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại rung Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 171. Câu kệ này nằm trong phẩm Lô Cá Quắc Gá, phẩm Thế Gian. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại quê Lú Quán Á, đề cập đến hoàng tử Apayya. Ông hoàng tử Apayya này là con của vua Bimbisara, vua Tần Bà Xá.
À, thành ra đó là có một cái lần nọ, vua Bimbisara lệnh cho vương tử Akhaya đi ra biên cương để mà dẹp loạn. Và vương tử Akhaya đã chiến thắng được giặc và ca khúc khải hoàn hồi triều. Vua Bimbisara rất là vui, rất là hoan hỷ, cho nên mới tưởng thưởng cho hoàng tử Akhaya này được trị vì 7 ngày, tức là được làm vua 7 ngày. Ngoài ra còn thưởng cho hoàng tử Akhaya một nàng mỹ nữ tuyệt sắc, có cái tài đó là múa điêu luyện, tức là tưởng thưởng cái vật quý giá cho hoàng tử Akhaya, đồng thời đó là cũng tưởng thưởng cái vật mà hoàng tử Akhaya yêu thích. Hoàng tử Akhaya đó hưởng thọ, hưởng thụ cái việc làm vua đó, đó 7 ngày. Tức là ở suốt trong cái hoàng cung nơi của vua ở đó, suốt cả 7 ngày sống giống như một đế vương vậy đó, không có ra khỏi ở chỗ đó. Đến ngày thứ 8 đó thì hoàng tử mới ra ở ngoài bờ sông đó để tắm. Thì khi mà hoàng tử đi đó cũng mang theo cái cô vũ nữ xinh đẹp đó. Sau khi tắm xong đó thì hoàng tử cùng với đoàn tùy tùng và cái cô vũ nữ đó đến vườn thượng uyển để ngắm cảnh, là đi dạo. Thì lúc bấy giờ đó cái cô vũ nữ này mới trổ tài biểu diễn hát của mình cho hoàng tử Akhaya thưởng ngoạn. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, thì các vũ nữ này để bản thân của mình múa may cho nó đẹp đẽ vậy đó, thì người ta phải giữ thân hình cho của người ta cho nó mảnh mai nè, cân đối, cho nên đó là người ta ăn uống kiêng khem. Và cái cô này thì thành thử ra đó là do ăn uống kiêng khem cho nên cơ thể nó yếu vậy đó. Rồi múa may ở ngoài vườn thượng uyển thì là gió máy nó nhiều, cho nên là khi mà cái cô này cổ đang hát múa vậy đó, thì bắt đầu đó là gió độc nó thâm nhập vào cái cơ thể của cổ, khiến cho cổ đó là chết tại chỗ. Chết tại chỗ. Thì hoàng tử chứng kiến cái sự mất mát của cái cô vũ nữ mà mình rất là thích này nè, cho nên đó là dẫn đến vô cùng sầu não, tiếc thương cái nàng vũ nữ này vô cùng, thành ra đó là học sầu dẫn đến đó là bi lụy. Đang trong cái tâm trạng vừa sầu vừa bi lụy, nước mắt đầy mặt vậy đó, thì hoàng tử Akhaya này, đây cũng là một bậc đại trí đó, thì thành ra đó mới khởi lên cái ý nghĩa trong đầu rằng nỗi buồn này ở trên thế gian này không ai có thể giải bày cho ta được cả, ngoại trừ Đức Thế Tôn. Khi nghĩ vậy thì hoàng tử Akhaya đi một mạch vào ở trong tịnh xá Quê Lú Quanh Á, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi phải lẽ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài mới hỏi: này vương tử, tại sao ngươi lại đến đây với vẻ sầu não bi lụy như thế? Vương tử trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con sầu não bởi tiếc thương cái nàng vũ nữ diễm lệ con rất là yêu thích, mới vừa chết đi.
Đức Thế Tôn ngài mới dạy: này Vương Tử, nước mắt mà ngươi đã khóc cho cái nàng vũ nữ đó, đó khi nàng chết đi, nếu như đó mà gom lại đó thì nhiều hơn cả nước ở trong bốn đại dương. À, nhưng mà người có biết được ở đâu? Nghe vậy đó, vị hoàng tử này vơi bớt đi cái nỗi sầu não. Và khi cái sự sầu não bi lụy nó giảm nhẹ xuống vậy đó, thì tâm của cái vị hoàng tử này tương đối đó là bình an, bình tâm trở lại đó. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới dạy tiếp. Ngài nói: này Vương Tử, ngươi chớ có nên sầu khổ nữa, vì đó là cái nơi sa đọa của ngu nhân, của người ngu. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới ngâm lên câu kệ: Ê tha pa sát thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù pa măng giáp tha bà la quý xây đàm tí nát thị sang gô quý cha nát tăng. Sau khi ngài thuyết dứt cái câu kệ này, thì hoàng tử A Phá Giá đã chứng đắc được quả dự lưu, và những người trực tiếp nghe cái câu kệ này đó cũng hưởng được lợi lạc rất là nhiều. Và câu kệ này được ngài hoàng thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gắm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Và thêm một cái bản dịch xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy, cùng với cái sự gợi ý của duyên sự. Vậy thì xin thưa quý vị, câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta cái gì? Câu kệ này nằm ở trong phẩm Lô Cá. Thì thành ra đó là mình hiểu tất cả các cái câu kệ mà nằm ở trong phẩm Lô Cá, thì những câu kệ đó đó đều xoay quanh cái Lô Cá là đời đó, đều mổ xẻ cái cuộc đời đó ra. Thì lá ở đây đó mình hiểu là sao, xin thưa quý vị? Lô Cá là đời nè. Nếu mà mình hiểu hẹp đó thì là cái thân ngũ uẩn mình nè. Còn mà mình hiểu rộng ra đó thì là tam thiên đại thiên thế giới. Đó là đời đó. Mà tam thiên đại thiên thế giới đó thì đôi khi mình nhìn không tới, bởi vì mình cái khả năng của mình có hạn. Con mắt của mình nhìn được có một khúc rồi, lỗ tai của mình cũng nghe được có một khúc rồi, lỗ mũi của mình cũng ngửi được có một khúc rồi, chứ làm sao mà mình nghe, mình thấy, mình ngửi được hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà nếu mình chịu khó thì mình có thể thấy được bản thân của mình, mình có thể nghe được bản thân của mình, mình có thể ngửi được bản thân của mình, mình có thể nếm được bản thân của mình, mình có thể xúc chạm được bản thân của mình, mình có thể suy nghĩ được bản thân của mình. Không biết quý vị có đồng ý vậy không? Thành ra cái chữ Lô Cá này đó, mình hiểu hẹp là thân ngũ uẩn này, mà hiểu rộng ra đó là tam thiên đại thiên thế giới. Và cái thân ngũ uẩn này nè, xin thưa quý vị, thì ở trong cái thân ngũ nè thì nó cũng có quá khứ nè, có hiện tại nè, có tương lai. Rồi ngũ uẩn này nè, nó cũng có hành vi sanh nè, nó cũng có hành vi diệt nè. Đó, như vậy thì cái thân ngũ uẩn này nè, mình nói ngũ uẩn tức là ngũ là nắm, quẩn là đóng là khối, thì năm cái đóng cái khối này nè,
nó đã từng sanh, nó đã từng diệt, nó đang sanh, nó đang diệt, và nó sẽ sanh, nó sẽ diệt. Đó, chỉ có vậy thôi đấy, xin thưa quý vị. À, mình nhìn lui nhìn tới nè, nghe lui nghe tới, ngửi lui ngửi tới thì nó cũng ném lui ném tới, xúc chạm lui xúc chạm tới thì nó cũng có chừng đó. Cho nó hơn nữa. À, mà muốn ngộ ra được vậy, muốn thấy ra được vậy đó thì là mình phải chịu khó, chịu khó ngắm, chịu khó nhìn. Thành ra Đức Thế Tôn mới dạy ra là ê tha phát xuất thi măng lô căng, hãy đến để mà ngắm nhìn cái thân ngũ quẩn này. Ngắm nhìn thì mình hiểu đó là mình phải thường xuyên đó là suy xét, chiêm nghiệm, suy gẫm, quán chiếu. Giống như đó là bà con chúng ta mỗi một ngày mình trang điểm hay gì gì đó, cái bắt đầu mình cũng có soi gương. Mình soi gương, mình soi gương để mình thấy cái dung nhan mình nó như thế nào, có khác lạ, có thay đổi gì không. Mình phải ngắm, mình phải nhìn vậy đó. Ngắm càng rõ ràng ha, nhìn càng rõ ràng nè, thì lúc đó mình sẽ phát hiện ra được nhiều thứ, nhiều điều. Thì ở đây đó, câu kệ này nè, Đức Thế Tôn ngài nói đó, ý măng lô cần chích tăng ra cha ra thua măng. Cái cuộc đời này nè, nó giống như là chiếc xe của vua đẹp đẽ. Xe của vua được trang điểm lộng lẫy đẹp đẽ. Đó, ngài gợi ý cho mình thêm một điều này nữa nè, để mình có cái hay là có cái cơ, cái cớ đó để mà mình quan sát, mình ngắm nhìn. Vậy thì xe của vua mà được trang hoàng đẹp đẽ lộng lẫy là như thế nào, xin thưa quý vị? Để được làm vua này nha, thì theo quý vị đó là tự nhiên cái mình được làm vua hay là do nhân gì, duyên gì, điều kiện gì thì mình mới được làm vua? Xin thưa, để được làm vua thì vua xem như đó là gì? Là một cái quả, là một cái quả của nhân phước đức Sĩ Lâm Gia, ở trong cái nhóm gọi là bố thí thời hay là bố thí phần, xin lỗi, giữ giới thời hay là giữ giới phần. Mình mà tạo những cái nhân đó đó cho nó tốt đẹp, nó hoàn hảo nè, thì dẫn đến có cái phước quyền. Thì phước quyền trở thành là vua, là quan, là đại gia, là những người có tiếng tăm, có danh vọng, có địa vị, có uy tín ở trong xã hội. Khi mà chúng ta hiểu ra được theo cái khía cạnh nhân quả vậy đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, vua một cái kết quả. Dạ, là một cái kết quả, thì để có được cái kết quả đó buộc lòng mình phải tác động cái nhân hay là tạo cái điều kiện đó. Thì vua đó có xe của vua, quan có xe của quan, thường dân có xe của thường dân. Thì chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy ở đây đó mình hiểu là gì ạ? Là những cái phước phát sanh lên phục vụ cho đời sống của người đó. Người nào mà có được nhiều phước chừng nào thì người đó sẽ có được cái các cái nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người đó đó sung túc, sung mãn, đầy đủ bấy nhiêu. Ở trên đời này chúng ta thấy nếu mà thời phong kiến đó, thì
đâu có ai có nhiều nhu yếu phẩm phục vụ đời sống như ý bằng vua. Rồi thời nay đó thì là các đại gia nè, hay là các chính khách nè, thì đây là những cái người mà có được các cái nhu yếu phẩm phục vụ đời sống như ý. Thì để có được những cái đó, đó buộc lòng là gì? Đời xưa kiếp trước người đó đã phải tạo phước. Tạo phước thì mới có, chứ mà không có tạo thì làm sao có được. Giàu có thì đời xưa kiếp trước là phải thực hành đa nam mấy giang, tức là nhóm nhân bố thí. Để có quyền uy danh vọng địa vị uy tín trong xã hội thì người đó phải tạo cái nhóm gọi là si la mấy gia, hay là nhóm chịu giới. Để thông minh khôn ngoan đổi đạt đó, học nhiều hiểu rộng tri thức đó, thì người đó phải tạo cái nhóm gọi là pha mấy gia, là nhóm phước tu tiến. Giờ chúng tôi mới hỏi tiếp quý vị này. Cái sự giàu có đó đó ha, nó có tồn tại mãi không? Cái chuyện đó đó nó có tồn tại mãi không? Không ha. Người xưa mình nói đó, đâu có ai giàu ba họ mà đâu có ai khó ba đời đâu. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cái sự giàu có đó nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian năm tháng. Cái quyền uy đó đó nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian năm tháng. Bây giờ chúng ta thấy nè, đâu có một cái ông tổng thống nào đó mà từ cái lúc sinh ra cái ông làm tổng thống cho đến lúc ông chết đi đâu. Ông nào mà làm lâu lắm đó ha, thì cũng là chừng hai nhiệm kỳ. Đó, ngoại trừ như là ở nước Nga rồi gì đó thì thấy làm hơi lâu lâu. Chứ còn như mà bên Mỹ nè thì chúng ta thấy đó là chừng một hai nhiệm kỳ đó là phải thay đổi rồi. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cái quả đó, đó nó cũng sẽ thay đổi, xin thưa quý vị. Quả đó nó thay đổi đó là sao? Là khi nó hết cái tuổi thọ, mỗi một nhân mình gieo, mỗi một nhân mình gieo, xin thưa quý vị, thì nó cũng có cái tuổi thọ. Thành ra khi mà nó cho ra quả thì cái quả đó nó cũng có cái tuổi thọ nhất định thôi. Cho nó không phải tồn tại mãi mãi được. Cái quả mà lâu nhất đó, là xin thưa quý vị, được sanh lên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ đó. Thì cái quả đó nó cũng chỉ tồn tại có 84.000 đại kiếp thôi, rồi nó cũng thay đổi. Nó cũng thay đổi. Thì ở đây đó chúng ta thấy ha, cái sự thay đổi này trên khía cạnh đó là từ nhân này ha, đưa đến kết quả nè, tức là trên góc độ nhân quả nghiệp báo nè. Nhân quả nghiệp báo nè ha, được làm vua là vì do đã tạo cái nhóm nhân Si La Mấy Gia, tức là nhóm nhân trì giới, hay mình hiểu theo kiểu thông thường người ta nói đó là mình tạo cái nhóm phước đức đó, thì mình sẽ có cái quyền được làm vua, được có danh vọng địa vị uy tín ở trong xã hội. Mình bố thí thì mình được giàu sang, mình có tu tiến thì là mình được trở thành người trí thức đó. Thì cái giàu sang này, cái quyền uy này, cái tri thức đó nó cũng sẽ thay đổi biến hoại. Thay đổi biến hoại. Thì cái đó là chúng ta thấy cái hướng thay đổi biến hoại từ cái chỗ đó là nhân quả nghiệp báo rồi dẫn đến thay đổi biến hoại. Bây giờ đây ha, mình nhìn gần hơn tí nè. Mình nhìn gần hơn tí đó là như thế nào? Là mình hiểu này, cái măng lô căn là cái thân ngũ quẩn này đó. Thì cái thân ngũ quẩn này nè, nó có đi theo nhân quả không, xin thưa quý vị? Cũng đi theo nhân quả. Đời xưa kiếp trước mà mình có trì giới thì đời này kiếp này mình sẽ được làm người hoặc là làm trời. Còn đời xưa kiếp trước mà mình không có trì giới thì đời này mình không có được làm người, mình không có được làm trời. Mà không có được làm người, không có được làm trời, tức có nghĩa đó là mình sẽ làm bốn loại khác, hoặc là địa ngục, hoặc là quỷ khổ, hoặc là súc sanh, hoặc là Atula. Vậy thì cái việc nè,
mình được cái thân ngũ uẩn này nè, trong loại hình hài nào là nó cũng dựa trên cái nhân quả nghiệp báo. Nếu mà mình được cái thân ngũ uẩn này nè ha, bằng hình hài là con người, bằng hình hài là chư thiên, thì đời xưa kiếp trước mình có tạm nhân phước. Nhân phước mình nói chung vậy, còn mình nói riêng rẽ ra đó thì là mình có tạo cái nhóm nhân si la ma già. Thì trong cái nhóm nhân si la ma già đó, nó cũng tùy là mình tạo một cách nghiêm mật nè. Thì đời này kiếp này đó, mình sinh ra đó là được khỏe mạnh nè, cao to lực lưỡng nè, trường thọ nè. Còn mà mình tạo theo kiểu đó là sáng nắng chiều mưa đó, tạo theo kiểu ngẫu hứng đó, thì có khi cũng được sanh lại làm người ha, nhưng mà ốm đau bệnh tật nè, cao nghèo nè, hoặc là thấp lùn nè, rồi là gì, không có tiếng tâm, không có uy tín chia trong xã hội cả. Tức là nó cũng tùy thuộc theo cái cấp độ mà mình tạo như thế nào ha, để cái hình hài này nè, cái ngũ uẩn của mình á, nó thuộc theo dạng nào, mà cái dạng đó đó là mình ở bậc thượng hay là bậc trung hay là bậc hạ, hay là bậc hạ. Dạ rồi ha, khi mình có cái hình hài là cái thân ngũ uẩn này nè ha, nếu là từ bậc trung trở lên đó, thì mình sẽ có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân. Nhưng mà nếu từ bậc trung trung mà thấp thấp xuống đó, thì có khi bị khiếm khuyết. Dạ, có khi bị khiếm khuyết như là mù bẩm sinh nè, hay là điếc bẩm sinh nè, hay là câm bẩm sinh nè, hay là dị tật dị hình nè, hoặc là thấp hơn nữa đó là súc sinh. Là súc sinh. Thì xin thưa quý vị, dầu trong cái hình dạng nào, là trời hay là con người khỏe mạnh, hoặc là con người ốm đau bệnh tật khiếm khuyết các căn, hoặc là loài súc sinh, hoặc là loài súc sinh, thì xin thưa quý vị đó ha, có đầy đủ ngũ quan là bị một vài cái ngũ quan. Ngũ quan khi này, mà có ngũ thì sinh học có con mắt này nè, thì cái con mắt đó nó có bị biến hoại thay đổi không? Có cái lỗ tai thì cái lỗ tai này nó có bị biến hoại thay đổi không? Có cái lỗ mũi thì cái lỗ mũi này nó có bị biến hoại thay đổi không? Có cái lưỡi thì cái lưỡi này nó có bị biến hoại thay đổi không? Có cái thân thì cái thân này nó có bị biến hoại thay đổi không? Xin thưa có. Ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Thế Tôn này hỏi các vị tỳ kheo á, này các tỳ kheo, mắt này là thường hay vô thường? Mắt tai mũi lưỡi thân thì thường hay vô thường? Các vị tỳ kheo trả lời là vô thường. Đó là gì các? Các cái gì đó đó, người ta đã gì? Có ngắm, có nhìn, có chiêm nghiệm, có suy gẫm, thì bắt đầu mới thấy được vậy. Bây giờ mình chịu ngó, chịu khó ngó ngắm nhìn suy gẫm, mình để ý coi, cái con mắt, cái lỗ tai của mình hồi chừng 10 tuổi đó, nó khác với con mắt, cái lỗ tai của mình lúc 20 tuổi, rồi nó khác lúc 30 tuổi, rồi nó khác lúc 40 tuổi, rồi nó khác lúc 50 tuổi. Bây giờ năm nay chúng tôi 50 mấy tuổi rồi này, xin thưa quý vị, bây giờ con mắt á, nhìn mà chừng từ phòng chúng tôi mà đi nhìn qua tới cái thư viện đó, thì từ đây qua bển cách chừng chắc 40-50 mét vậy đó. Là nhìn chỉ thấy cái hình thôi chứ còn nhìn không rõ. Như là quý sư, quý sư cô ở trong chùa này nè, đó là ở gần gũi nhau, biết nhau luôn đó, mà nhìn cũng thấy là cái hình dáng đó là sư cô hoặc là sư thôi, chứ còn cũng không có nhận diện cho nó rõ ràng được là người nào cụ thể. Đó là nó thay đổi rồi đó, nó bị biến hoại rồi đó. Thì do mình có ngắm, có chiêm nghiệm, có suy gẫm, có nhìn lại đó, thì bắt đầu mình sẽ thấy ra
cái sự thay đổi này, sự biến hoại này. Và khi ha có sự biến hoại, có sự thay đổi của con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân này nè, thì lúc đó đó là mình buồn hay vui? Buồn. Đâu có ai muốn mình già đâu, đâu có ai muốn mình bị lãng tai đâu, đâu có ai muốn mình nhìn không còn rõ ràng nữa đâu. Không ai muốn vậy cả. Nhưng mà dù muốn hay không muốn thì nó cũng cứ như vậy. Đó, và vì do đó nó thay đổi theo cái kiểu bất lợi vậy đó, cho nên đó là mình chịu không nổi. Thành ra trong cái bài kinh cũng vô ngã tướng đó, cái Đức Thế Tôn ngài hỏi này các cái vị tỳ kheo ha, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nó biến hoại thay đổi vậy đó, thì cái gì mà biến hoại thay đổi vậy đó, thì cái đó khổ hay vui, buồn hay vui? Thì các vị tỳ kheo mới trả lời là khổ, là buồn. Rồi cái gì đó ha mà biến hoại thay đổi dẫn đến khổ vậy đó, thì mình có nên cho đó, hay nên nghĩ nó là mình, nó là của mình, nó là tự ngã. Ví dụ như con mắt, thì mình có cho rằng con mắt này là mình không? Có cho rằng con mắt này là của mình? Có cho rằng con mắt này là tự ngã của mình không? Không thể, bởi vì mình đâu có điều khiển được nó đâu, mình đâu có được làm chủ được nó đâu, mà mình nói rằng ha, nó là của mình. Đó, mình ha, do mình ngắm nhìn ha, mình chiêm nghiệm, mình suy gẫm ha, mình để ý đó, thì bắt đầu mình mới thấy ra được vậy. Tức là mình thấy nè, từ khía cạnh nè, nhân quả nghiệp báo nè, dẫn đến là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Và nếu mà ha, mình có cách hiểu, có cách nhìn vậy đó, thì quý vị thấy ha, mình sống có nhẹ nhàng không, có thảnh thơi không? Rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi. Nhưng ngược lại nè, mình thấy vậy, mình hiểu vậy, mình không có nhận thức rõ vậy đó, thì bắt đầu là gì? Khi mà cái con mắt của mình mà mờ đi một tí đó, đó là trước hết là gì? Tìm đủ phương pháp để chữa trị nó. Thì lúc đó là gì? Cũng kèm biết nhiều thứ nữa. Và rồi gì? Có khi trị được, nhưng có khi trị không được. Nhưng mà giả sử như trị được đi nữa đó, thì một thời gian thôi, rồi nó cũng trở lại vậy. Cái bắt đầu là gì? Vừa tốn tiền, vừa tốn công sức này ha, mà là gì? Vừa buồn, vừa bực bội nữa. Rồi đó là cái trường hợp nó có cái sự thay đổi mau chóng liền. Còn có cái trường hợp đó mà nó thay đổi hơi chậm tí đó, là xin thưa quý vị, con người mình sống bình quân khoảng thời nay đó, khoảng 74-75 năm lắm, cái mình chừng 18-20 đó, 18-20 đó, cái mình đâu có thể nghĩ đó là rồi đây mình sẽ 50-60-70. Cho nên đó là gì? Tự hào với cái sức trẻ, với cái sức khỏe đó. 18-20 thì mắt còn sáng, còn tỏ, tai còn thính, mũi còn thính, lưỡi cũng còn thính, xúc giác còn nhạy. Cho nên tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn với cái trẻ, cái khỏe đó, cái tốt đó. Thì tự hào đó cũng khiến cho mình bị trói buộc. Buồn rầu bực bội tức tối cũng khiến cho mình bị trói buộc. Mà bị trói buộc vậy thì làm sao sống thoải mái, sống thảnh thơi được? Thì thành ra ở đây nó còn có chỗ khác nhau đó, xin thưa quý vị. Do đó ra câu tiếp theo Đức Thế Tôn tại ông Kha Gia mới dạy nè: Giáp Tháp Ba La Quý Sì Đàm Thí Nát Thí Sang Go Quý Cha Nà Tăng. Là người ngu đó thì họ mới để cho cái tâm tâm phiền não của họ đó nó trói buộc
với các cái cảnh đó. À, còn nè, người mà có cái sự nhận thức rõ ràng ha, có cái sự hiểu biết rõ ràng đó, thì không có bị cái sự trau buộc đó. Đó thì cái buộc đó là cái gì? Sự trói buộc đó là cho rằng nè, cảnh sắc đó, cảnh thân, cảnh vị, cảnh à, cảnh sắc, cảnh cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, à, tốt đẹp, hấp dẫn, à, khả ái, khả hỷ đối với cái tâm tham của họ. À, thì lúc đó là cái tâm tham nè, nó trói buộc với năm cảnh hấp dẫn đó, năm đối tượng hấp dẫn đó. À, tại sao có cái sự trói buộc vậy ạ? À, là vì họ cho rằng, họ nghĩ rằng, à, cái con mắt thấy đó đó là tốt đẹp, là khả ái. Cái lỗ tai nghe đó đó là tốt đẹp, là khả ái. Cái lỗ mũi ngửi đó là tốt đẹp, là khả ái. Cái lưỡi nếm đó đó là tốt đẹp, là khả ái. Cái thân đụng chạm đó là tốt đẹp, là khả ái. À, sở dĩ đó ha, họ cho rằng, họ nghĩ rằng nó tốt đẹp, nó khả ái, khả hỷ vậy đó, là vì họ không có thường xuyên chiêm nghiệm, quán chiếu, nhìn, ngắm để thấy ra được cái tính chất nhân quả nè. Để thấy ra được cái gì? Nó luôn biến hoại đổi thay. Biến hoại đổi thay đó dẫn đến khổ, chịu được. À, biến hoại đổi thay dẫn đến chịu không được đó đó là nó tùy thuộc vào cái điều kiện. Dạ, nó tùy thuộc vào cái điều kiện. À, và vì do không nhận rõ, không thấy rõ vậy đó, cho nên là gì? Họ mới chấp nhận, họ mới cam tâm tình nguyện để bị trói. À, để bị cái cảnh đó, đó với cái tâm nó cột chặt lại với nhau. Tâm ở đây là tâm tham đó, xin thú vị, và đối lại với tâm tham tức là tâm sân, à, để cột chặt trói lại với nhau vậy. Thì tức có nghĩa đó là người đó chấp nhận làm nô lệ, làm tay sai cho tham và sân. Ngược lại, à, người có cái ý thức, có cái sự nhận thức rõ ràng, à, qua góc độ hay là trên phương diện nhân quả nghiệp báo lý tâm tướng vậy đó, thì họ hiểu ra, họ thấy ra rõ ràng vậy mà. À, con mắt đó là gì? Luôn luôn biến hoại đổi thay nè. À, biến hoại đổi thay đây dẫn đến mình chịu không được. À, biến hoại đổi thay dẫn đến mình chịu không được vậy đó, thì nó đâu phải là của mình. À, nó đâu phải là mình đâu. À, khi nó sanh lên đó, là nó tùy thuộc vào điều kiện. À, giờ khi nó mất đi đó, nó cũng tùy thuộc vào điều kiện, chứ mình đâu có làm chủ được nó đâu. Đó, từ cái chỗ đó đó, à, khi người ta không có để, à, cái con mắt thấy cái cảnh sát đó đó, thì cái cảnh sát đó, đó nó trói buộc tâm. Khi nghe đó, à, người ta cũng không có để cái âm thanh đó, đó nó trói buộc tâm. À, ngửi, nếm, xúc chạm cũng vậy. À, lúc đó đó, người đó sẽ đông sống được thanh thản, bình an. Dạ, thanh thản, bình an. À, thì cái hoàng tử A Phá Giá này nè, mới ban đầu, à, mới ban đầu đó là gì? Cái quả phước phát sanh đó, à, là được làm vua 7 ngày. À, được làm vua 7 ngày đó thì năm dục công đức phát sanh đến cho cái vị này đó là Cù Thắng. À, có được tất cả những cái gì đó quý báu, và có được tất cả những cái gì đó vừa ý vừa lòng của mình. À, thì để có được những cái này đó, ở trong bài kinh cả 10 vật này là đó, cơm nước y phục, xe thuyền tràn qua vật, vật thơm thất chỗ ngủ đèn đuốc, à, người thí vật vừa lòng hằng được vật vừa lòng, người thí vật đẹp hằng được vật đẹp, à, người thí vật quý trọng hằng được vật quý trọng, những người nam nữ nào thí vật quý, thí vật đẹp, những người nam nữ ấy thọ sanh đến cõi nào hằng được trường thọ, được cao sang trong cõi ấy. Do cái nhân vậy đó cho nên là cái gì? À, giờ đến thời kỳ trổ quả đó thì những cái gì nó trổ đến mình đó, vừa lòng đẹp giả của mình đó, thì đây là theo cái cạnh nhân quả. À, nhưng mà rồi
cái gì? Những cái được đó đó nó cũng biến hoại đổi thay. Cái cô vũ nữ đó đó ha, là vật vừa ý đẹp lòng của hoàng tử Apaya, nhưng mà rồi cái cô vũ nữ đó đó cũng biến hoại đổi thay, chết. Dạ chết. Và cái lúc này là hoàng tử Apaya không có nhận ra được, không có nhận ra được theo cái góc độ nhân quả nghiệp báo vậy, không có nhận ra được theo cái khía cạnh vô thường, khổ, vô ngã của pháp vũ vi vậy. Cho nên đó là gì? Để cái cô kỹ nữ đó, ở đây nói riêng thôi xin thưa quý vị, chứ còn nói rộng ra đó, thì để tất cả những cái gì mà hoàng tử Apaya thụ hưởng trong 7 ngày, trong 8 ngày đó đó, những cái đó bao gồm là gì? Sắc đẹp nè, tiếng hay nè, mùi thơm nè, vị ngon nè, xúc lạc. Năm dục hấp dẫn này nè, nó trói, nó cột cái tâm tham của cái gì này. Và khi năm dục hấp dẫn này nó biến hoại đổi thay, khiến cho cái tâm tham đó đó nó trở mặt, thành ra là tâm sân. Do đó hoàng tử Apaya này mới bị tâm tham, tâm sân nó trói buộc với năm dục công đức đó, hay là năm dục hấp dẫn đó. Nhưng mà rồi sau đó nè, được Đức Thế Tôn ngài điểm huyệt, được Đức Thế Tôn ngài khai thị, được Đức Thế Tôn ngài chỉ bày cho bằng cái câu kệ này nữa, là hãy ngắm nhìn lại, hãy quán chiếu lại, hãy suy gẫm lại để thấy những cái gì mình đang có đó ra là cái quả của cái nhân đời xưa kiếp trước mình đã tạo, và cái quả đó đó nó cũng biến hoại đổi thay. Đừng có để cho cái tâm tham của mình, đừng có để cho cái tâm sân của mình nó cột trói với cái to đó. Khi nhận rõ ra được vậy, khi ý thức rõ ràng được vậy đó, thì tâm tham nó sẽ vơi đi, tâm sân nó sẽ vơi. Xin thưa quý vị, nó vơi từ từ cái đã nha, chứ không phải là làm cái đùng cái nó mất liền đâu. Nó vơi từ từ dẫn đến chỗ đó, ý thức càng rõ ràng càng sâu sắc bao nhiêu đó về sắc thọ tưởng hành thức này, hoặc là gì, 12 xứ, hoặc là 18 giới, hoặc là cuộc đời này, thân ngũ quẩn này đó, tam thiên đại thiên thế giới này, rõ ràng chi li tỉ mỉ bao nhiêu, thì lúc bây giờ sự tham đắm đó, sự sầu não bực bội đó, nó mới càng giảm nhiều bấy nhiêu, đến chỗ không có. Thì cái câu kệ Đức Thế Tôn này dạy cho chúng ta vậy. Những ai tin, hiểu rồi và sống theo vậy đó, đó thì lúc đó đó mình sẽ dần được đi các cái sự cột trói ở trong cuộc đời này. Thì ước mong tất cả chúng ta đó đều tự bản thân của mình tháo các sợi dây trói buộc này ra dần dần, đến một lúc nào đó mình được hoàn toàn tự do, hoàn toàn giải thoát. Ước mong là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy Giác.